thị trường có một phiên giao dịch ngày hôm nay như thế nào mọi người có thể thấy là gì một phiên giao dịch mà rung lắc kinh dị cuối cùng thị trường về đóng cửa ham chiếu chỉ tăng có 0,05 điểm vin 30 tăng 0,91 điểm nhưng sao thật ra thì bvd vẫn được mua rồng à, bvd vẫn được nước ngoài mua rộng ở đây mọi người đang nhìn cái bảng nước ngoài mua bán hôm nay phiên ngày 6 tháng 9 thì nước ngoài nó vẫn mua rộng bvd thấy không? tức là bvd khả năng còn tăng rồi gì nữa bvt vẫn được mua nè không à, nhưng mà bán, nói chung là bán rồng rất kinh 270 tỷ, hôm trước là 417 tỷ, rồi 182 tỷ. Nước ngoài liên tục bán rồng ở vùng đỉnh của thị trường, mọi người lưu ý, nó đang chốt đó. Khả năng thị trường gãy rất cao, mà không? gãy thì gãy cái gì. Thì hôm nay chúng ta trong bản tin tối ngày 6 tháng 9 sẽ đi tìm hiểu nó. Tự danh thì chưa có số liệu, nhưng tự danh phiên hôm trước cũng là bán rồng, lưu ý nha, cũng là bán rồng. <laughs> Này, người có thấy hôm nay nhìn chung là Ita đi tiếp nè. FLC đi tiếp nè không oh, nhìn chung là Benny đi rồi Po hôm nay tăng đó là mình nói sơ qua như vậy thôi tiếp tục là gì mình sẽ đi vào phân tích thị trường phân tích thị trường thì đây mọi người có thể nhìn vào mọi người thấy như sao liên tục là các phiên bị bán xuống hoặc ra tay nó xả cũng tương tự những phiên này thôi bị xả rất nhiều rất rất nhiều từ trên nó cắm 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 xuống như vậy thì trạng thái này thị trường việt nó có nhúng một lần nữa về dưới đây không theo qua đánh giá có hệ rất nhiều không oh, có hệ mình nhìn vào thế giới thế giới nó cũng vậy rồi thì có thể coi chừng nó về tới đây luôn nha coi chừng nó sẽ về tới đây à, coi chừng nó sẽ về tới đây thì trong giai đoạn này một giai đoạn tương đối nhạy cảm không hề dễ ăn người rõ ràng hãy mua đâu có dễ ăn đâu thậm chí quan trọng người mua cổ phiếu nha là quan cầu nói trước với mọi người là gì chúng ta không có kỳ vọng ngay bây giờ mà chúng ta gom hàng cho một tháng sau lần à, gom hàng cho một tháng sau chứ không phải là bây giờ mua vào rồi ăn ngay là không thể nào làm được đâu nó thành ra trạng thái thị trường này vẫn ưu tiên là gì hàng có sẵn trong danh mục yeah. hàng mua mới thì chỉ là một phần thôi đừng mua quá nhiều còn lại là gì hàng có sẵn để lúc nào cũng để chờ bán tại vì sao chúng ta trọng tâm là gom các cổ phiếu dầu khí ở trong giai đoạn phía trước giai đoạn dầu khí ở phía trước điện ở phía trước phân bón ở phía trước thì bây giờ là lúc chúng ta bắt đầu canh chốt chứ không phải là bây giờ chúng ta lại bắt đầu đi mua nữa những cái con đó là sai là sai đó đó là cái trạng thái thị trường đầu tiên ở đây tiếp tục là gì tiếp tục là chúng ta sẽ nói về các cổ phiếu trụ Sao cool? Người thấy nè, nó, nó vẫn phân kỳ âm Nó vẫn phân kỳ âm giống như bản tin hôm qua còn có làm á, thì nó vẫn phân kỳ âm Ngay đây, giờ đây là trend lên thì chỉ cần Thị trường có biến một cái, nó sẽ gãy ngay lập tức Về 170, 175 ngay đây Anh chị lưu ý nha, con này là một trong những cái đầu tàu Có thể sẽ là nơi kéo thị trường đi xuống Do nó đã có sự phân kỳ âm Rất nhiều ở đây tiếp tục là gì tiếp tục mở blue gờ. mở blue gờ, nhìn cái trạng thái này hãy quan đánh giá nó sẽ kéo tiếp nha khả năng cao là mở blue sẽ kéo thêm một cái nhịp nữa đây đây là cái chợ đoạn nó hấp hụ nè khi nó hấp hụ xong nó sẽ gứng lên trên đây một lần nữa thì cái chỗ trên đây nè là cái chỗ quan nghĩ anh chị nên hót hàng ha nên hót hàng chốt lại cổ phiếu hoặc ít nhất chốt tỷ trọng lớn chỉ giữ lên một phần chờ cho hết sóng khi nào nó gãy thì kết thúc chỗ này thì quan nghĩ là một hai phiên nữa sẽ nổ nha đà mập lưu là bán lẻ bán lẻ thì nó sẽ liên quan tới con hú cưng con bé ở đây con bé ở đây nó cũng có trạng thái y hệt nào nghe không y hệt đây thì khả năng nó sẽ có một nhịp đánh nữa đó thì những anh chị mà đang trong tem mình đang giữ anh chị lưu ý gồng lại giúp qua nha rồi tiếp tục là gì tiếp tục là fpt đi <laughs> ở đây làm sao FPT thì trạng thái này nhìn chung vẫn đang chờ đợi đâu có tăng đâu có giảm gì nhiều đâu phải không mất có không 5 năm like khối lượng có tí xíu thôi cũng đâu có gì đâu thì trạng thái này anh chị nào có hàng thì lưu ý là chờ nó bước qua 88 rồi chúng ta mua thêm nha yeah. với trạng thái này nhìn với FPT thì khả năng là còn kéo nữa chứ chưa kết thúc và gãy ngay rồi tiếp tục là gì tiếp tục là ví dụ như là gì Ví dụ BVH đi, BVH có một nhịp đánh lên phải không? Con này không dài mình không có theo dõi nó, giờ mình đã xác định là mình không có đầu tư nó nữa mà. Thì nó trong cái trend này nó đang đánh lên, dòng tiền nó tiếp tục vào lần nữa. Nhưng mà sao liên tục bị bán thì khả năng con này nếu anh chị muốn canh mua hay gì đó thì nó sẽ có một cái nhịp rung lắc ở quanh giá 58, nếu quanh 58 chị muốn mua hãy mua quanh đây. Target là 68 tới 70 nha. Nhìn chung nhìn con này xu hế thì xu thế thị trường khả năng là còn tăng. Rồi, đó là các cầu phiếu trụ thì nhìn sơ qua trụ thì quán đánh giá là một số con sẽ là mỏ neo rơi xuống một số con sẽ là mỏ neo đánh lên phân hóa thôi và cái con vít mọi người hao qua đã từng nói rất nhiều với anh chị rồi hà đi đầu tư hiếu gì con không đầu tư đi đầu tư cái con này chi cho nó cực vậy nó sắp tới năm chục luôn rồi không, sắp tới hàng năm ít luôn rồi còn gì nữa không? bây giờ nó tới 63 rồi có lúc nó xuống nhiều 62 rồi mấy bữa nữa chứ nó hành năm cho năm chín rồi năm tám rồi xuống năm ít năm ít xong rồi tới bốn ít đó không ai biết được mọi người có chắc là nó không về đó không cây này hồi lên không hề có khối lượng quá nhớ có một số rơm kêu mua vít giai đoạn này mua xong đi luôn rồi à, mua xong đi luôn rồi lũng cả đáy luôn nào nghe thấy không thì trạng thái này david nó đang tạo hai đáy thì kỳ vọng nếu mà thị trường cần đánh lên nó sẽ kéo lên nhưng nếu hất bài coi chừng con này là chạy tiếp con này là chạy tiếp nha tại vì cổ phiếu có xu thế đi xuống nó sẽ xuống hoài luôn nha nó sẽ xuống hoài luôn rồi cổ phiếu ngân hàng thì sao đầu tiên là việc cầm banh, việc tâm banh xong khi đánh mọi người thấy rõ ràng không hôm đó người tìm lại cái bản tin trên đây cái bản tin trên đây bản tin khoảng 305 hay 304 gì qua có nói đó khi nó đánh cây này lên mọi người có chắc là nó tăng tiếp không à, nó có tăng tiếp đâu bây giờ quay về đúng vạch xuất phát luôn quay về đúng cái vạch xuất phát này luôn rủi ro rất rủi ro cho anh chị với con việt công banh đâu phải con nào cũng đẹp nha đâu phải con nào cũng đẹp đâu nên trạng thái này việt công banh thì anh chị lưu ý chặn hết ngay giá 82 nha lũng 82 cái coi chừng nó về hẳn cái với 75 75 không giữ được cái nó tèo thẳng xuống đây luôn nha lưu ý khá cao stb vẫn neo neo ở đây không không tăng được cũng chả giảm được này hôm nay có cái nhịp ấp nhẹ lên mà khối lượng nó không vào thì trạng thái này rất dễ cổ phiếu sẽ còn một nhịp rũ nữa một nhịp rũ nữa hẳn về giá 23.5 trước khi bước vào chu trình mới phía sau nhìn chung là con này quan nghĩ anh chị nên chờ chờ thêm khoảng vài phiên nữa hoặc là ít nhất nó phải có một cái cây 30 triệu nếu ngày mai tiền nó vào ngay thì được còn trạng thái này là tốt nhất là 50 50 không nên mua bán gì cả có thì giữ hoặc là gồng lỗ nếu mà đang là gồng lỗ nếu mua trên đây đang gồng lỗ thì gồng lỗ thôi nha rồi gì nữa mua mới không nên mua bây giờ nha phải chờ dòng tiền phải có dòng tiền lớn vào anh chị mới mua còn không thì quan nghĩ là anh chị không nên mua vào cổ phiếu stb ở cái vùng này nha không nên mua vào tiếp tục là gì tiếp tục là mbb mbb dẫn trạng thái bò bò lên không cái trạng thái bò bò này là cái trạng thái dễ gãy nhất nha mọi người dễ gãy nhất của cổ phiếu tại vì nó bò bò như thế này nè qua xó thì cho người coi đây nè nó cũng bò bò giống vậy nè Thấy không nó cũng bò bò như vậy mà nếu thị trường xấu một cái nó cúp xuống ngay lập tức nó giọng cho hai cây xuống rồi nó mới giật lên lại ngay lập tức nó ra trạng thái này thì quan nghĩ là anh chị nên chặn lại cổ phiếu thật ra cái con này nó khá giống con hcm nha mọi người đây là hcm mọi người thấy nè nó khá giống cái đoạn mấy cái đoạn ngay đây của con hcm nè y hệt luôn đó nên xui cái nó gãy ngay lập tức nó thành ra mbb đây quan không khuyến khích anh chị mua him mà anh chị nên chặn nó ví dụ lũng giá nhiều lũng giá hai ba chấm chẳng hạn là anh chị nên canh hạ bớt đi hoặc là lũng giá 23 nếu anh chị muốn cắt hết thì lũng 23 là cắt hết đi nó khả năng nó có thể về lại nhiêu 22 đó về lại 22 tích lũy lại để nó rũ bỏ hết anh chị ra khỏi cổ phiếu sau đó nó mới làm vòng mời nha những con này qua không khuyến khích quá cao rồi tiếp tục là gì tích công banh vẫn duy trì cái hộp đa bát quanh đây phải không cạnh trên cạnh dưới cạnh trên lại cạnh dưới cạnh dưới cạnh trên phải không nó vẫn đi trong cái hộp này thôi thì quan nghĩ là những anh chị đang có hàng thì mình giữ bình thường qua là chấp chỉnh về 37 rồi mua thêm không thì lũng thì bán hết lũng 38.3 bán hết chẳng hạn xuống 37 mua lại chẳng hạn còn muốn mua thì mình chị nên chờ red out 39 hoặc 40 thì hãy mua nha yeah. đó là techcombank, ctg hôm nay có nhịp redshift phải không có nhịp redshift khỏi cổ phiếu khỏi cái nền là đánh lên nhưng mà sao nó cũng đã có hai đáy rồi thì trạng thái này qua vẫn kỳ vọng là nó có thể đánh được nha yeah, nó có thể đánh được với trạng thái này ctg cũng chỉnh khá nhiều từ định nếu quá xui nó chỉ rủ xuống cái rồi nó giật lên chạy tiếp nên anh chị nào có hàng con này quan nghĩ anh chị cứ giữ bình thường không có nên bán háo hay là cắt lỗ cổ phiếu này bây giờ tại vì nó chỉnh tới đây rồi nó đi tới cái đoạn này cao lắm nó rủ thêm cái nữa rồi lên rồi nếu mà mình bán ngay đây khả năng là mình bán lại bán ngay đấy thôi nên là lại bán ngay đấy thôi do hà bán bán ngay đây đỡ mất thời gian phải hà bán bán ngay đây đỡ mất thời gian hoặc là bán bên đây đỡ mất thời gian chứ xuống đây bán gì nữa nha rồi đó là nhóm ngân hàng thì nhìn chung nhìn qua nhóm ngân hàng hiện sao thị trường khả năng một số con ngân hàng có thể nó sẽ còn đành nha, có thể nó sẽ còn kéo đó chứng khoán. Thì nãy giờ người thấy là rõ ràng mà phân tích khá là lạ và gì, đất nó không còn nhiều quá nhiều cổ phiếu như phía trước phải không? Không còn nhiều cổ phiếu như phía trước thì sao? Vì sao? Vì ở đây do qua góp ý ở cái đợt nhiều cái đợt lệ Quốc Khánh vừa rồi á thì quan có một cái buổi khảo sát tất cả khách hàng thì khách hàng đều nói là gì? Nếu mình muốn gia tăng lượng khách hàng và hỗ trợ tốt nhất những khách hàng đang có sẵn thì hey, mình nên tách ra hai video yeah, nên tách ra hai video khác biệt với nhau để chi một video qua sẽ phân tích cụ thể và chính xác luôn nói hẳn là chính xác luôn tất cả các cái cổ phiếu trong danh mục nào wifi stock đang nắm giữ đây nào người hay có nhờ danh mục mình đang nắm giữ nè lời nhóc luôn không thì những cái cổ phiếu này nè mình sẽ phân tích một cách chính xác và cụ thể từng điểm mua điểm bán điểm hỗ trợ điểm cắt lỗ gì đó điểm gia tăng kịch bản như thế nào đó thì quang sẽ phân tích rất cụ thể trong cái bản tin này hay đây quan sẽ mở lên cho anh chị coi đây cái bản tin này quang chỉ mới làm thử thôi thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian của bản tin chính lại tức là bản tin công khai để anh chị đang coi ở những anh chị khách hàng bên ngoài và khách hàng bên trong đều coi ở đây quang hôm qua quang có thông báo nè <laughs> hôm nay sẽ test thử bản tin hai phần một video công khai vào lúc 20 giờ gồm phân tích thị trường và các ngành cơ bản phải Tức là các cổ phiếu cơ bản, ngành cơ bản để anh chị có góc nhìn sơ về thị trường thôi Rồi là anh chị nắm được là toàn bộ thị trường nó như thế nào phải Rồi tiếp tục là gì? Dài từ 20 tới 30 phút Tiếp tục một video phân tích chi tiết những cổ phiếu trong danh mục với định dạng ẩn danh Tức là chỉ những anh chị có link anh chị mới vào coi được Thì với cái lượt này á nó có lợi, nó có hại không? Chắc chắn rồi. Nó có lợi là gì? Những anh chị là khách hàng bên quan 247 người nè, khoảng 240 người là là, là anh chị uh, khách hàng đó thì khoảng 240 người này trở lên thì anh chị sẽ sao? Anh chị sẽ có được cái góc nhìn phân tích chi tiết và không mất thời gian. Anh chị cần thì anh chị sẽ xem sớm được luôn vào lúc 19 giờ 00 qua sẽ đăng lên luôn sớm nhất có thể để anh chị gì? Anh chị có thể xem riêng một mình. Anh chị biết cổ phiếu mình sao? Biết thị trường ngày mà biết cái con đó ngày mai khả năng nó như thế nào, cắt điểm, cắt lỗ. À, đó rồi nó sẽ có cái lợi như vậy nhưng cái hại là gì anh chị sẽ phải xem thêm một lần nữa vào 20 giờ nha 20 giờ được cái này thì nó mất cái kia có nhiều anh chị cũng đâu có thời gian đâu mà mình coi quá nhiều ha mình coi quá nhiều mình chỉ cần coi cái cổ phiếu mình nó ở đâu thôi thì đó thì cái bản tin khi tách ra hai phần nó sẽ như vậy bù lại thì những anh chị cái bên ngoài anh chị muốn vào muốn mà coi cụ thể hoặc là anh chị dựa theo cái phương pháp quan mà mua bán hàng ngày anh chị bắt buộc phải rồi rơm quan để heo sát được hơn chứ anh chị không thể ở ngoài mà chỉ coi video không là sẽ khó tại vì quan đã gặp rất nhiều quá không? mới cách đây mấy ngày mới hồi sáng này thôi cũng đã gặp rồi đó là anh chị coi video của quan coi điểm mua của quan nhưng mà không biết điểm bán ở đâu hoặc là hổng đài bán qua đâu có thông báo nữa đâu người thấy rõ ràng là bên rơm trọng đồng á hổng đài là quan không có còn thông báo cái điểm bán nữa à, quan không có thông báo cái điểm bán nữa <laughs> khi bán thì quang hầu bán bên đây thôi quang đã kêu bán ví dụ như ở đây nào người thấy nè có một số anh chị mua hiệu quang cái con gì ví dụ như con dbm nữa đây quang kêu bán năm trăm nè khi giá xanh hôm qua nè phải không đó nhưng mà quang không có thông báo bên kia ha gồm cộng đồng thì dẫn tới là anh chị sẽ không biết là khi nào mình bán à, rồi anh chị hỏi quang đó nên thành ra là anh chị bắt buộc phải vào rơm quang thôi chứ chúng ta không thể cái trạng thái là hỗ trợ miễn phí anh chị ở ngoài quá nhiều dẫn đến là anh chị có thể không cần vào rơm quang không cần phải chuyển ra đi gì quang vì sao tại vì anh chị sẽ giữ cái id của anh chị ví dụ ID đi vbs anh chị ở rocker khác thì rocker khác nó sẽ hỗ trợ anh chị và anh chị coi thêm bản tin của quan là anh chị được hai người hỗ trợ một lúc à, hai người hỗ trợ một lúc thì đó đúng nó có lợi cho anh chị nhưng nó lại có hại cho quan là gì là đương nhiên là mình sẽ không có thu nhập và không có thể duy trì cuộc sống được nên thành ra bắt buộc là mình phải tách ra để hỗ trợ tốt nhất những anh chị khách hàng của mình chứ bây giờ cái kiểu như những bản tin phía trước thứ nhất là nó sẽ không thể ngắn đem người thấy là 42 phút nè 37 phút nè 26 phút nhiên bản tin này chỉ có 29 phút tại sao tại vì còn một cái bản tin khác nữa ở đây đây còn một cái bản tin khác nữa ở đây rồi sẽ kéo lên lại nha ở đây còn có hai link nè ha đây nè đây là cái link lên đầu nè link sau 19 giờ 20 nè thì mình bấm vào đây mình sẽ mở lên cho anh chị coi nè thì ở cái link sau này nè thì cái link này quan chỉ phải chỉ có hai chục phút thôi à, không công khai nào mọi người thấy không 74 người xem nè đó không công khai và 74 người xem thì cái link này để làm gì thì cái link này để riêng các cổ phiếu nó thành ra cái bản tin thường nó chỉ là bốn mấy phút thì bây giờ nó chỉ còn 29 và 20 cộng lại là vẫn 49 thôi nhưng mà anh chị sẽ nghe nó khỏe hơn à, rồi <laughs> đó hồi nãy mình đang nói tới cái chỗ là gì cái chỗ là anh chị mà ở hai ba râm á thì anh chị sẽ không cần vào bên quan và bên quan sẽ không hề có nguồn thu được cũng như là mình hỗ trợ miễn phí quá nhiều dẫn đến là anh chị sẽ quen không sẽ quen anh chị thử đi các râm khác đi các râm khác nó có hỗ trợ nhiều như bên mình không nó có phân tích kỹ cái điểm như mình không thậm chí khi nó mua cổ phiếu cho anh chị mua cổ phiếu anh chị nhìn đây nè ví dụ hồi chiều đây là những anh chị có nav lớn hơn lớn hơn mà lớn hơn 500 triệu ở trong cái râm nào vip customer của bên quang là râm vip á thì đây nè quang hướng dẫn mua con sale nè khi nó chưa đánh đâu người hay nè quanh giá 31.031 nè Thấy không ba mốt nè thì quang có kẻ đầy đủ hết quang hướng dẫn đầy đủ hết tại sao mua tại sao mua nó Thấy không tại sao mua nó hoặc là rơm bình thường quang cũng có hướng dẫn anh chị mua sale từ cách đây khá là lâu rồi ít hết nè quang kêu anh chị mua từ bên đây nè phải không đó, là mình đã hướng dẫn khi mua là mình đều kẻ đồ thị và hướng dẫn nhưng anh chị ở à, các room khác đôi khi nó kêu anh chị mua là nó đi nó copy ở chỗ khác về nó đâu có nói gì đâu nó chỉ nói là anh chị có thể mua con này ở giá này thôi rồi lại hết đâu có biết phân tích đâu không đâu, đâu có biết phân tích đâu đó nó thành ra là giá trị cho đi nhiều thì mình cũng phải muốn nhận lại được nha đó những anh chị mà muốn được hỗ trợ và chăm sóc tốt thì anh chị có thể nhắn tin với quang hoặc là bạn trợ lý mai hy số điện thoại ở bên dưới phần mô tả video à, chúng ta, em sẽ hướng dẫn mọi người gì thủ tục để vào rơm nha luôn luôn là phải vậy thôi chúng ta phải như vậy chứ chúng ta không thể phục vụ cộng đồng quá mãi mãi được mà toàn diện hết được phải không tại vì quang thấy có một số anh chị theo dõi mình hơn năm rồi theo dõi mình từ hồi năm ngoái luôn nha hồi năm ngoái luôn anh chị vẫn nói là anh chị ủng hộ em nhưng mà anh chị toàn giao dịch ở bên khác không lâu lâu cái cần anh chị nhắn tin hỏi Oh, à, anh chị nhắn tin hỏi ngày nào anh chị cũng xem video một cách uh, rất là nhiệt tình nhưng mà hỏi tại sao không vô thì anh chị nói anh chị đang giao dịch bên khác gì, nghe tức là mình đã gì nấu quá nhiều trong bản tin tối không oh, dẫn đến là cái bản tin hiện tại cái bản tin dài này nè không oh, theo cái kiểu cũ á bốn mươi mấy phút ba mươi mấy phút nè nó dẫn đến nó không có một cái việc nữa là gì nữa đâu anh chị biết đâu là mình không dám nói quá nhiều mình sợ mình nói quá nhiều thì anh chị copy hết không oh, anh chị copy hết mà mình nói quá ít, thì anh chị trong rơm của mình lại không hiểu gì hết không tức là nó dở dở ương ương thì hẳn tách ra hai video nha đó là cái phần giải thích ở đây phần giải thích này kéo dài nãy giờ là bốn năm phút rồi nha, rồi thì tiếp tục nha đó là chứng khoán chứng khoán thì sao trạng thái này rất ai á anh chị nên chờ nên chờ cái gì ở đây ai đây á, nó đang có trên giảm này. nó vẫn đang đi trong trên giảm với khối lượng cực hấp gì anh chị phải chờ cái cây xác nhận cỡ 30 triệu nó lên Bước qua cái giá nhiều 24 năm 24.6 bước qua mai 20 thì đây là cái điểm anh chị có thể canh nhặt vào thêm nếu muốn thì nhặt vào con trạng thái này trạng thái 50 50. Nếu thị trường xấu, thị trường gãy nó sẽ về hẳn giá nhiều giá 21 nha. Nên ngành chứng cũng là ngành 50 50. Không, HCM mọi người nhìn vậy thôi. Chứ thị trường mà nó gãy một cái nữa nha HCM chạy hẳn về giá 23 22 ngay lập tức Nó thành ra trạng thái này của những con trứng không phải con nào cũng mua được Hôm nay Quang thấy có nhiều anh chị hỏi quan mua con VND được không Thì quá thấy con VND ở đây thì nó cũng tương tự SSI thôi chúng ta cần phải chờ him Khi nào đạt thì qua sẽ cho anh chị mua thêm Có thể mình sẽ không mua SSI mà mình chọn mua VND vì sao vì vnd cảm giác là khi những cái nhịp đánh so với con ssi thì vnd nó đánh thanh thoát hơn nó đánh khỏe hơn Còn ssi với ssi nói hẳn ra nó cũng là một hàng đầu ngành một hàng đầu ngành thì sao nó rất nặng nề trong việc là nhiều người đu bám nha yeah. rồi nhìn chung là ngành chứng thì nhìn qua là quan thấy là sao khả năng là còn chỉnh khả năng này nhìn con vít rồi người thấy nè hôm đó nè đánh mạnh quá giờ từ đây xuống đây là bao nhiêu trăm rồi 10 âm mười nghĩ phải âm um, thêm cái nữa tức là ngày mai gãy thêm cái nữa xuống 12 12 xuống đây bắt đầu tạo mô hình đẹp tạo mô hình đẹp hay cái gì đó đẹp đẹp ở dưới quanh giá 12.0 ở dưới đây nè qua sẽ hướng dẫn anh chị trong râm mình nhặt vào con viết đầu cơ luôn tại vì con viết đầu cơ ăn rất ngon wow, ăn rất ngon mình đầu tư thì đoạn này mình lâu đầu tiên là gì các cổ phiếu đánh thanh hót một tí hơi hơi có hiên hướng đầu cơ một tí để chi để anh chị trong cái thời gian ngắn nhất anh chị có tiền lợi nhiều nhất chứ mua vào mấy cái con mà nó cứ từ từ tù đù tù đù nó cứ lù 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 đó thì rất là mất thời gian của anh chị nhà đầu tư chúng ta mà cũng không có đem lại được cái gì quá nhiều ha cũng không có đem lại được cái gì quá nhiều nếu thành ra là ưu tiên là những cái con gì đánh hành hoắc ở giai đoạn này thì cố gắng là hành hoắc nhiều hơn nha yeah. <laughs> rồi tiếp tục đó là ngành chứng khoán thì nhìn chung chứng á. ở đây nó còn con ART nữa sẵn quan chia sẻ thêm cái nữa đi không? dù sao bản tin này cũng có cái phần kia nói hơi dài rồi thì đây nè hồi trưa này quan có chia sẻ trong rơm nè quan không có copy qua kia à, không có copy qua bên kia nhưng mà gom cộng đồng á và không có nói qua bên kia nhưng mà ở đây qua có chia sẻ đây nè quan kéo bự lên cho anh chị coi nha khúc nào khúc buổi sáng đây nè quan có nói đây nè đây nè nhìn chung ở đây nè nay có ita tương tự flc đó là buổi sáng nha buổi sáng đây nè khúc này là buổi sáng nè Đúng không nhìn chung anh chị có hỏi hai cổ phiếu này hôm nay nhiều anh chị hỏi lắm trong và ngoài rơm đều hỏi thì đây anh chị có thể thấy qua có thể nói đây nè cũng nói từ rất lâu rồi chúng ta nên né những cổ phiếu về pháp lý theo hệ tâm linh này đi tại vì anh chị làm sao biết nó như thế nào anh chị bây giờ anh chị hỏi quan á là cổ phiếu này nó bị gì rồi sao em nhưng mà rõ ràng những anh chị đó anh chị có thể nói lại lúc cổ phiếu trên đây quan cũng có nói anh chị rồi cái điểm bán ví dụ nó cắt nó lũng ngay 4.8 đi mình cắt hết đi tại sao mình không bán không tại sao mình không xử lý khi nó như vậy hoặc là mình thấy không ổn thì thôi mình ra luôn đi bây giờ nó về tới cái giá này 3.6 rồi cái anh chị hỏi quan là bây giờ cắt được không em thì đây quan có nói rõ là gì chúng ta xử lý là chúng ta xử lý từ trên cao lúc mà chúng ta có thể chủ động được bây giờ nó sàn liên tục bao nhiêu cây như thế này thậm chí quan bao tám nè nó cũng phải cắt sáu nè lỗ ba chục trăm đó anh chị lỗ ba chục trăm phải không tức là gì tức là chúng ta xử lý chúng ta xử lý ở cao còn bây giờ anh chị xuống cái vùng này nè khi nó đã gãy như thế này nè gọi là FGC khi nó đã gãy như thế này nè thậm chí con rốt bây giờ nó mất khỏi bản đồ thế giới luôn rồi nè con K là F nó đi luôn rồi nè con y ta hôm nay cũng gãy luôn rồi nè người không đi hết rồi mấy cái con pháp lý này đi hết luôn rồi vấn đề pháp lý á đi hết luôn rồi thì bây giờ anh chị hỏi quan lời khuyên của quan là gì anh chị hỏi quan là bây giờ lời khuyên của quan là gì ở khung này làm sao biết được làm sao mình có thể trả lời anh chị được phải không bây giờ anh chị có đi hỏi tất cả các broker khác người ta cũng không thể trả lời được anh chị cái câu này vì cổ phiếu bị dính pháp lý là một cổ phiếu không thể xử lý được hoặc là không biết được nó sẽ như thế nào tin tức như thế nào mình đâu phải là người công ty đâu mình không phải là gì mình không phải là người nội bộ của nó đâu đâu phải là giám đốc nó đâu mình biết cụ thể nó như thế nào nó thành ra là hạn chế dính vào các cổ phiếu hì phi nói mãi từ mấy tháng nay rồi ha đó còn bây giờ xuống đây thì tôi và anh chị xử lý tùy cái hệ tâm linh của mình nói ra thì nó vô hưởng vô phạt quá nhưng mà đây là một bài học cho những anh chị khác tức là những anh chị đang nghe cái video này tới khúc này thì sau này mọi người cũng nên rút kinh nghiệm đó, nên rút kinh nghiệm để tới chừng bây giờ như những cái trường hợp như thế này anh chị hỏi quan xử lý sao quan gần như qua cũng đâu hãy trả lời được anh chị bây giờ kêu anh chị cắt ra lỡ mai nó trần thì sao và kêu anh chị gì còn kêu anh chị mua vào nó sàn tiếp thì sao? Tại vì hoặc nó phá sản luôn thì sao? Ví dụ trường hợp con Rod nè, bây giờ con Rod nó đi đâu? Ừ, bây giờ con Rod nó đi đâu anh chị hỏi qua cổ đâu biết. Có thể nó về sàn up cơm chẳng hạn hay sàn OTC gì đó chẳng hạn. Phải ừ, không? Hoặc là gì? Mấy con KLF này nè, bây giờ 2.2 rồi, ngày mốt ngày mai ngày mốt gì đó về 1.1 luôn rồi. 1 ít luôn rồi, 1.000 một cổ phiếu luôn rồi, còn gì nữa đâu nói, phải không? Gần như nó bị hạ trôi luôn, hai đâu nè, gần như 1.59 luôn rồi nghe không? Về 1.59 luôn rồi hả trôi luôn rồi phải không hả rơi xuống lâu khi cái ông gì ông uh, anh rể của ông quyết phải không ông nào có liên quan tới ông quyết có xuống từ nhiệm cái là mấy con này đi hết luôn phải không đó thì mình phải chủ động Hôm đó quan cắt lỗ của flc mọi người biết quan cắt đâu quan cắt đây nè quan cắt đâu khúc này nè rồi quan cắt lỗ sạch con flc luôn cắt lỗ qua mua ở đâu không mua qua qua cắt lỗ quanh gần 6 chấm mấy hay sáu chấm hai không được 6 6 sáu đâu qua mua đó khúc này nè đúng không À, khúc ngay đây nè quanh 8 gì đâu khúc ngay đây nè à, mình phải cắt lỗ rất là đau nhưng mà vẫn phải cắt tại vì sao mình thấy là nó pháp lý nó không xử lý được nó cứ kẹt kẹt hoài hồi bán qua cũng có khoe cho anh chị trong rơm toàn bộ rơm mình là gì qua cắt lỗ con này rồi đó qua hót ra rồi đó có lỗ luôn đó à, mình nói mình bán là mình nói hẳn chứ mình đâu có phải là mình giấu anh chị đâu nó thành ra cái việc mà những con anh chị mà còn kẹt những con này á anh chị lưu ý một điều là gì anh chị nên suy nghĩ lại ở đây quan sẽ cho anh chị ba cái ý và anh chị tự cân nhắc nha thứ nhất ý thứ nhất là gì ý thứ nhất là anh chị muốn giữ nó thêm hai ba năm nữa không? không hoặc là giá vốn của mình hiện tại mình đang lỗ bao nhiêu mình có cân nhắc mình hót ra mình có chịu nổi cái cú sốc này không hoặc là khi bán ra xong nó tăng lên lại thì mình có chịu nổi cú sốc này không tại vì mình phải cân nhắc một điều khi mình bán ra nó có rủi ro nó sẽ trần lại liên tục phải không nó sẽ trần lại liên tục cái này là một cái rủi ro nhưng mà sẽ có rủi ro là nó về giá một luôn ví dụ con hai đây đó anh chị phải cân nhắc cái này không ai cân nhắc gì mình chị được tại tiền là tiền của anh chị nha yeah. tiếp tục tiếp tục là gì tiếp tục là liệu trong thời gian đó ví dụ thời gian đi ngang hai ba năm đó anh chỉ cầm cái số tiền nhỏ đó anh chị tìm những cơ hội mới anh chị có kiếm lại được không à, anh chị có kiếm lại được không hoặc là những câu này chắc chắn là những cổ phiếu không hề có gì không hề có tương lai à, thì nếu mà anh chị bán ra anh chị phải xác định là chúng ta phải bương trải để chúng ta cày lại số tiền đó à, chúng ta cày lại số tiền đó và ba quyết định là ở chúng ta ha, quyết định là chúng ta chúng ta phải tự cân nhắc thôi bây giờ anh chị không nên đi hỏi bất cứ ai cả anh chị đừng có lên fan đừng lên facebook hay đừng hỏi bất cứ rocker nào khác không giám đốc nào khác vì sao vì anh chị hỏi người ta cũng không trả lời được anh chị đâu câu trả lời của người ta cũng chung chung giống như câu hỏi trả lời của anh thôi cái này chúng ta bắt buộc phải tự xử lý thôi ha, không tự xử lý tự chịu thôi ha, không tự uh, nghe tự uh, chấp nhận được thì bán ha, không chấp nhận được thì bán ra Bất đau khổ nói hẳn là hồi đó quan giữ con flc ngay đây nè bán ra cái thời bất đau khổ kinh dị luôn hồi đó hôm đà quan giữ ngay đây nè không nó về hẳn dưới đây nè tài khoản mua 80 triệu còn có 30 triệu xong rồi bây giờ lên lại đây được lên sáu bảy triệu bán ra mừng muốn khóc luôn mừng muốn khóc luôn rồi hông, nó nhẹ nhõm trong người lắm nha đó, còn bên trạng hai bên đây gần như là cũng giống vậy thôi đâu có khác gì đâu nó không đâu có khác gì đâu đó nên thành ra là việc bán ra xong rồi cổ phiếu nó tăng lại thì mình cũng không được cây đó đông được cây tại vì đâu có ai biết được bán ra khi nào nó tăng lại Đó cái này thì mình phải tự cân nhắc qua là bán phân nửa hay gì đó nhìn chung là mình phải tự cân nhắc thôi nha không ai trả lời được câu này của anh chị rồi tiếp tục mình nói tới thép, hòa phát hôm qua mới tăng mạnh hôm nay test lại cây nhìn chung sẽ test đây một hai cây trước khi bùng nổ đánh lên 27 28 nhìn chung ngành thép vẫn nghĩ còn đánh anh chị có cái gì bình thường hoa sen cũng giống vậy hôm qua mới đánh trần thì hôm nay nghĩ là cây đúng không nghĩ là cây có thể ngày mai hoặc ngày mẫu đánh ngay đó nó không nghĩ lâu đâu nó sẽ đánh ngay giờ nó bùng nổ lên khoảng 27 28 anh chị có thể canh bán ra chốt lại Nam Kim cũng tương tự lên khoảng 26 tới 27 anh chị bán ra nhìn chung hôm nay là một cái nhịp nghỉ của ngành thép chứ không có gì là quá xấu nha không có gì là quá xấu cả rồi tiếp tục mình sẽ nói tới gì mình sẽ nói tới dầu khí và năng lượng rồi mình lướt qua ngành này nhìn chung ngành này không có gì để nói bất động sản bất động sản KDH vậy rồi hôm đó mình cắt lỗ đây công nhận trực <laughs> mình cắt lỗ đây công nhận chừng ghê phải không này xuống ta đây nhưng mà người lưu ý nha nó về tới đây rồi thì được bán nữa nó về tới đây là tới cái trùng nền lớn nó gom hàng nè à, gom hàng nó bứt lên đi nè thì khả năng con này hôm nay là cái cây anh chị bán mất hàng và nói hẳn là cái cây hôm nay khả năng khá cao anh chị bán mất hàng con này anh chị muốn mua lại anh chị nên chờ nó tích lũy ở đây khoảng 3 tới 5 phiên nữa thì nó sẽ giật lên nó đánh lên có khi lên 45 luôn. Con này nhìn chung á là chúng ta sẽ chú ý nó nhiều hai tuần nữa. À, muốn mua Vin 30 chọn con ca khang điền trong hai tuần nữa nha. Thì nó tương tự với con đất xanh nè. À? Nó tương tự con đất xanh nè. À? à mọi người nhìn con đất xanh ở chỗ này nè. À? Với con khang điền nha, KDH nè. Ngay chỗ này nè. À? Thấy gì nhau đâu? À, không khác gì nào đâu, xong nó vẫn rơi thêm nhịp nữa rồi nó mới lên nó hình ra đất xanh ở đây anh chị nên chờ hai tuần nữa hai tuần nữa với con đất xanh khả năng là sẽ bắt đầu vào sống mới và kéo lên à, con này nó sẽ khá chậm đó chúng ta không nên mua nó bây giờ tại vì sẽ mất thời gian giữ lắm mất hà mọi người nên suy nghĩ với câu đi giờ đi khá là xa rồi không đi khá là xa nó đã có nhịp hồi rồi nào không sau đó rủ thêm cái nữa thì con này hôm nay có nhịp nó muốn bứt bứt luôn rồi đó thì trong vài phiên nữa con kỳ vọng con này sẽ chạy trước con này và con siêu sẽ là hai con chạy trước nha lưu ý nha chỉnh khá là đủ từ định rồi đó bất động sản nó khoan hóa rồi những cái con mạnh nó sẽ lên trước còn những con yếu nó sẽ phải chờ nha nó sẽ phải chờ EGC nè con này không ra mình không có để ý đâu người không lúc mình bán nó hết ở khúc bên đây nè xong bây giờ nó bên đây nó sao nó quay xuống nè không thì chúng ta chờ nó tích lũy lại có khi nó sẽ còn nhúng thêm một cái nhịp nữa về 21 chẳng hạn thì chờ nó tích lũy lại ở đây chừng thêm nửa tầng hang tầng nữa đi Ok qua sẽ cho anh chị vào thêm bất động sản rất nhiều tại vì cái dịp này sau khi dầu khí và điện nó hối trào quá nha là những cái con này sẽ lên lại ngay Mấy con kia sắp hối trào chưa thật ra sắp rồi nhưng chưa nha sắp rồi nhưng chưa đây nãy mình nói sót cái này phải không bvd nào người thấy nè nhìn vậy thôi chứ sắp xói trào rồi đó sắp hối trào rồi chúng ta kỳ vọng nó đánh thêm một nhịp nữa chút lời hết hót ra khỏi cái ngành dầu khí để anh chị để đem tiền qua bất động sản đánh tiếp nha đem tiền qua bất động sản đánh tiếp cuối năm nay. chúng ta phải nhảy liên tục giữa các ngành thị trường nó không còn ngon như hồi đó mua gì cũng thắng tất cả cùng tăng không có đâu à, không có đâu những cái con này đang cao là chuẩn bị gãy thì những cái con ngay đây nó đã tích lũy lại rồi nó đã tích lũy lại rồi nó chờ nữa chờ những cái nhịp gãy chung hay gì đó nữa là nó sẽ bắt đầu lên lại cùng nha nó sẽ lên trước chúng ta không người lưu ý nha thì trong lúc những cái con này lên tới đây đi thì những cái con như BVD nó sẽ gãy về đây Ví dụ nha, nó sẽ gãy về đây. Nó tích lũy lại. Thì khi cái con EC nè nó đánh mạnh lên. À, nó gãy xuống. Thì sao? Thì con BBD nó sẽ bắt đầu lên lại. Đó 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 là cái cách mà thị trường chúng ta vận động nha, thị trường và tổ chức nó vận động thị trường nên thành ra chúng ta phải cố gắng đi ăn nhịp với nó. Mọi người có thể coi những cái bản tin phía trước quan đều nhấn mạnh một điều là gì? Ở cái giai đoạn này nè, giai đoạn thị trường ở đây nè. Giai đoạn thị trường ở khúc dưới đây nè, mình canh gom gì? Bất động sản, chứng, Bất động sản chứng gom rất nhiều. Thì lên đây mình chốt hết, mình nhảy qua mình bắt đầu gom gì? Dầu khí ở trên đây. Dầu khí thật ra bắt đầu gom từ khúc này, mình bắt đầu gom dầu khí. Thì khúc này mình lại bắt đầu canh bán dầu khí hoặc là bắt đầu giữ và gồng lại canh bán ra điện đâu đó, canh bán khúc này ra. Đúng không? Thì khi nào thị trường nó gãy xuống thì những cái ngành đó nó to thì những cái ngành dưới đây nó đã chỉnh trong giai đoạn này rồi nó sẽ bắt đầu đi lên lại đó đó là cái cách vận hành của một thị trường mọi người lưu ý nha rồi thì nói tới đây thì cũng là kết thúc bản tin luôn thì nhìn chung bản tin hôm nay ấy, nói thẳng là gì là một bản tin cũng chia sẻ nhiều thứ cũng như là gì nói thẳng về cái việc là mình đã tách bản tin ra làm hai một bản tin phân tích cụ thể và một bản tin là phân tích tổng quan để cho anh chị chia sẻ một số thứ khác cho anh chị nha <laughs> thị trường này không còn là một thị trường dễ ăn nữa không còn thị trường mua gì cũng hắn nữa sai nha thị trường ở đây mua sai là xảy chân là đi bụi ngay lập tức những cái con lúc đó có nhiều người á nhiều râm nó hô ở đây là mô hình cốc tay cầm nè cái chỗ này nè nó hô là mô hình cốc tay cầm nè anh chị mua thêm đi xong rồi quan nói qua lại kêu anh chị bán ra xong rồi xuống đây giờ nó ở đâu giờ nó nằm ở đây nè đúng không hoặc là những cái người mà hô mọi người coi lại những cái người mà hô của đất xanh mua trên đây là giá 29 kỳ vọng 35 40 dục á giờ họ đâu giờ họ đang ngồi cầu đó. ngồi cầu coi nó có gãy nữa không đúng không tại sao chúng ta phải đặt mình vào cái vị thế này nha thì trạng thái hiện tại nó lại tương tự với những con BVD BVD không tương tự với những BVD ở đây À, bây giờ anh chị mua ở đây mà xui cái là anh chị lại ngồi cầu giống như bất động sản thôi rồi lúc đó bất động sản nó lại lên hoặc là bây giờ anh chị đi cắt lỗ bất động sản anh chị nhảy qua anh chị mua dầu coi chừng anh chị lỗ hai đầu luôn nha thì những cái trạng thái này của thị trường nó không hề dễ ăn tí nào trong giai đoạn này nếu anh chị cần hỗ trợ và chăm sóc hãy nhắn tin với qua nha, bản tin tối tới đây là kết thúc chúc anh chị một buổi tối vui vẻ